MC Diệp Chi khóc nấc khi mẹ ruột qua đời. Mẹ hãy tiếp thêm sức mạnh cho gia đình để vượt qua nỗi đau tột cùng này. MC Diệp Chi đau buồn, viết tâm thư xúc động khi mẹ ruột qua đời. Tối qua, vào ngày 19 tháng 8, cư dân mạng không khỏi xót xa trước những dòng tâm sự khi MC Diệp Chi chia sẻ mẹ mình đã qua đời. Nữ MC chia sẻ, nửa năm chiến đấu bệnh tật với mẹ, hai mẹ con cô chưa từng một lần nghĩ tới chuyện từ biệt. Vì vậy, cô sẽ không nói từ biệt, cũng không màn hình đen, chỉ giữ mãi khoảnh khắc mẹ và cô ôm nhau, hạnh phúc tràn ngập mãi mãi. Kèm theo bức ảnh đầy hoài niệm, Diệp Chi bày tỏ nỗi lòng của cô con gái chưa có nhiều thời gian để báo đáp công lao dưỡng dục từ người mẹ quá cố. Cô nàng cũng bày tỏ sự hối lỗi vì không thể cùng mẹ bước tiếp đoạn đường phía trước. Nguyên văn chia sẻ xót xa khi mẹ ruột MC Diệp Chi qua đời. Em thương mẹ nhiều lắm, mẹ thương em Diệp nhất trên đời. Lần cuối cùng nói thương nhau, hai mẹ con đều ôm chầm lấy nhau mà khóc. Mẹ còn thơm lên má em bao nhiêu cái, như cái cách mẹ âu yếm em ba mươi mấy năm nay. Mẹ hứa sẽ không bỏ cuộc, mẹ bảo em Diệp cực đừng nản chí. Em không một giây, một phút nào nản chí mẹ à. Cho tới tận hôm qua, em vẫn còn cả bầu trời đầy hy vọng. Và mẹ đã vì em, vì cả nhà mình mà gắng hết sức rồi. Em biết mẹ sẽ vẫn ở bên cạnh em, cạnh gia đình mình đó thôi, nhưng không còn thấy dáng hình, không còn nghe giọng nói, không còn có những tin nhắn, em Diệp ăn trưa, em Diệp ngủ sớm đi mỗi ngày. Em thấy quãng thời gian trước mắt sao khó khăn quá mẹ ơi. Nghĩ tới đã không thở nổi nữa rồi. Mẹ hãy tiếp thêm sức mạnh cho bố, cho các em, cho đại gia đình mình vượt qua nỗi đau tột cùng này, mẹ nhé. Mẹ đã dành cả đời để lo lắng, chăm sóc người khác, nên bây giờ em muốn mẹ đi chơi một chuyến thật vui. Gác hết mọi suy nghĩ, trăn trở, chỉ nghĩ cho bản thân mình một lần thôi, được không mẹ? Trong nửa năm chiến đấu, mẹ con mình chưa một lần nghĩ tới chuyện từ biệt. Nên em sẽ không nói từ biệt đâu, cũng không màn hình đen, chỉ giữ mãi khoảnh khắc mẹ và em ôm nhau, hạnh phúc ngập tràn thế này thôi. May mắn lớn nhất đời này là được làm con của mẹ. Bên dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp của Diệp Chi tại VTV lẫn các khán giả đều bày tỏ sự thương tiếc, chia buồn với gia đình cô. Tất cả đều mong nữ MC mạnh mẽ, sớm vượt qua được nỗi đau mất mát to lớn này. MC Diệp Chi được biết đến nổi tiếng với các chương trình truyền hình như Rung Chuông Vàng, Đường Lên Đỉnh Olympia và Điều Ước Thứ Bảy. Ngoài vai trò dẫn chương trình, cô còn là đạo diễn, nhà sản xuất. MC gốc Nghệ An, Diệp Chi sinh năm 1986 trong gia đình có hai chị em gái. Diệp Chi đoạt giải ba môn văn cấp tỉnh từ khi học lớp 9, giải khuyến khích năm lớp 12. Cô cũng giành giải nhất chương trình Nữ sinh tương lai khu vực miền Trung. Nữ MC cũng từng là thủ khoa khối D, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Vi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!